Mé bên tay phải là khu khuôn viên tiểu cảnh sân vườn ha, một cái chiêu phải nói tuyệt đẹp luôn. Và mé bên tay trái thì khu nhà gỗ, mé bên trong thì một căn nhà mái Nhật, và kế tiếp nữa sẽ có hồ cá coi và một cái xưởng phía sau nữa. Về đây chúng ta có thể là vừa ở nè, vừa có xưởng nè, vừa có nhà ở, vừa có nhà mát, vừa có khu nghỉ dưỡng, nói chung là tất tần tật là 2 trong 1 ha. Thôi mời cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta tham quan khám phá cái khu vực này trước đi ha. Tí nữa chúng mình sẽ vào bên trong. Đó. Vâng, xin chào cả nhà, chào đại gia đình chúng ta đang xem trên kênh Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn nha. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây tại Phú Hòa Đông để gửi đến cho cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta xem qua một căn biệt thự ha. Một căn biệt thự nhà gỗ, một căn ở phía sau là có một căn biệt thự mái Nhật, cộng phía trước là có một căn nhà gỗ rất là đẹp. Một cái cảnh không gian mà một cái chiêu rất là tuyệt vời luôn nha cô chú anh chị. Thì chúng sẽ trong cái video này chúng sẽ gửi đến cho cô chú anh chị cùng xem toàn cảnh cái khuôn viên này. Tổng cái khuôn viên này nó rộng lên đến 2.500 m² nha cô chú anh chị. Rồi chúng ta sẽ di chuyển ra phía bên ngoài. Và căn này là nằm ở tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. Thường ngày thì chúng đi quay thì để đầu trọc như vậy thôi, nó rất là mát. Hôm nay cái không khí nó cũng có gió mát, nhưng mà buổi trưa quay buổi chắc trưa nó nắng quá. Thôi xin phép đội cái nón vào cho nó hơi lạ lạ tí nha. Thì đây là cái toàn cảnh cái không gian cái khu vực sân vườn này, mà có diện tích bề ngang của miếng đất này là 20 và chiều sâu là tới 120 m nở hậu ra nha. Tổng diện tích của nó là gần 2.600 m² nha cô chú anh chị. Đó. Có một căn biệt thự mái Nhật và một căn nhà gỗ phải nói là tuyệt đẹp luôn. Và chưa hết đâu cô chú anh chị. Ở trong cái không gian khu vườn này thì có rất là nhiều những gốc cái cây đẹp như thế này luôn. Rất là nhiều những gốc cây giá trị, tuổi đời cũng khá cao. Thôi được rồi, mình cứ đi ra bên ngoài để mình sẽ review trước cái cung đường bên ngoài đi. Rồi tí nữa mình sẽ vào bên trong mình đi chi tiết hơn nha. Ở đây là cái cung đường phía trước nhà đây mọi người. Vâng, đây là toàn cảnh không gian khu vực trước cửa nhà ha. Một cái con đường nhựa đây, đường trước cửa nhà chúng ta là thuộc nhóm đường nhựa luôn, đường nhựa nông thôn. Rộng lên đến 20 m mặt tiền và chiều sâu là tới 120 m ha. Nằm ở tại đường Nguyễn Thị Nê đi vào, một xẹt của đường Nguyễn Thị Nê đi vào nha. Đây chúng ta đi ra Nguyễn Thị Nê tầm khoảng 5-70 m thôi. Một trong những không gian mà khu vực này mọi người thấy toàn là những căn nhà vườn đẹp nè. Và căn này á thì sẽ là đẹp nhất trong cái khu vực này. Thì bao gồm có một căn nhà gỗ và một căn biệt thự mái Nhật, cộng một căn nhà xưởng, rồi khu hồ cá coi ha, khu tiểu cảnh rất là nhiều. Rồi sau khi tham quan và khám phá một vòng thì chúng mời đại gia đình chúng ta cùng Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn đi vào bên trong để cùng khám phá tiếp ha. Cái nhà chúng ta là quay đây là hướng này là hướng đông nam nha cô chú chị, đông nam phù hợp với mạch đông tứ trạch. Rồi nhà chúng ta từ đó qua đây là hơn 20 m và chiều sâu là 120 m, tổng diện tích là 2.600 m² đất, chính xác nó là 2.570 m. Đó. Vào bên trong thì chủ sẽ làm một cái lớp cửa cổng hai cánh rất là lớn, xài bằng remote tự động luôn. Mở cửa ra là cửa sẽ tự bật. Và bước vào bên trong thì mé bên tay trái chung sẽ có một cái gốc lập vườn rất là lớn nè. Gốc lập vườn rất là lớn để nó làm cho cái không khí trong nó mát mẻ đó, mọi người. Đó, đây là những cái gốc cây nè, những cái gốc cây lập vườn. Đi sát ở đây cho mọi người cùng chiêm ngưỡng lại tí đó, những cái gốc cây đẹp như thế này. Đó. Những cái gốc cây này tuổi đời cũng khá lâu luôn này nha. Và cộng với rất là nhiều những gốc cây mai nè, những gốc cây mai này có những gốc cây giá trị 300-400 triệu một gốc luôn nha cô chú chị. Có 300-400 triệu một gốc. Đó, mé bên tay phải mình cũng thấy có một cây lộc vừng, có nhà hai bên á là có hai cây lộc vừng đối xứng. Đó. Rất là nhiều những gốc cây mai, chậu mai thì chủ nhà thì bán sẽ tặng lại hết cho chúng ta luôn nha. Trước khi đi vào cái khu vực chính bên trong á, thì chúng mời đại gia đình chúng ta coi như là tham quan khám phá hết một vòng khu vực sân vườn đi. Đây là có những cây vạn tuế nè, rồi những cây kè nè, quá trời đẹp luôn nè cả nhà. Những chậu mai này là có những chậu phải lên đến mấy trăm triệu bác nhỉ?
Vâng. Và đặc biệt ở đây bên này, cái gốc bên này là giá trị cực kỳ cao, cây này chắc là to nhất và đẹp nhất đúng không bác? À đây, quay lại cái cây bên này à. Như vậy là mai mốt mình bán cây này là bác đang dưỡng lại ha. Mai mốt bán sẽ tặng lại hết những cái cây trong vườn này bác nhỉ? Tôi nói gọi cái khách thế này. Bây giờ mình nhường lại khu biệt thự đó nào. Dạ. Của quý khách, nếu quý khách có yêu cầu thì đến trực tiếp. Dạ. Là thỏa thuận. Vâng. Bây giờ mình nói mình bán nhà đúng không? Dạ. Đó là một cái lý khác. Nếu như một quý khách có thích chơi mai. Dạ. Thì mình đến đây mình thỏa thuận ra rằng một cái mai rất là giá trị. Dạ. Ở tất cả mai trong này chỉ một thời gian ngắn nữa là uốn toàn bộ. Nếu như mà nghệ nhân quay lại đây thì sẽ vâng. Uốn toàn bộ mai. Cháu nhìn thấy cái thế của những cây mai này là bác uốn nắn rất là đẹp rồi. Trong một vài năm tới thì những cây này mà nó ra hoa, những tàn mai nó lên thì phải nói là quá tuyệt vời luôn. Và trong cái khu vườn này của bác là rất là nhiều những gốc mai, gốc vạn tuế rồi tới lộc vừng. Đây là nhà, đây có những cây gốc vạn tuế này, thì cây này là gọi là cây vạn tuế hay thiên tuế bác? Cây này chắc phải cũng khá lâu rồi bác nhỉ? Cây này. Vâng. Có những. Vâng. Vâng. Những cây vạn tuế này tuổi đời chắc phải tầm 40 năm. 40 năm không bác? Vâng, cây này cháu thấy nó chậm lớn lắm. Vâng. Dạ dạ. Rồi thì mời cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta theo chân nhà đất Sài Gòn và nhà đẹp Sài Gòn đi khám phá toàn bộ cái không gian cũng giống như là cái khu vườn của bác ha. Trước khi vào bên trong khu vườn á, khu bên nhà thì chúng ta khám phá những cái khu tiểu cảnh của bác đi. Đó, bác những cái khu tiểu cảnh mà bác tâm huyết gầy dựng lên một trong những khu vườn rất là đẹp nằm tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi ha. Ở đây là chẳng hạn như cây lộc vừng này cũng thế nè mọi người. Những cây lộc vừng này, những cây này là gọi là khá lâu rồi. Mé bên tay phải là khu khuôn viên tiểu cảnh sân vườn ha. Một cái chiêu phải nói tuyệt đẹp luôn. Và mé bên tay trái thì khu nhà gỗ. Mé bên trong thì một căn nhà mái Nhật. Và kế tiếp nữa sẽ có hồ cá coi và một cái xưởng phía sau nữa. Về đây chúng ta có thể là vừa ở nè, vừa có xưởng nè, vừa có nhà ở, vừa có nhà mát, vừa có khu nghỉ dưỡng. Nói chung là tất tần tật hai trong một ha. Thôi mời cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta tham quan khám phá cái khu vực này trước đi ha. Tí nữa chúng sẽ vào bên trong. Đó. Wow, đang ở ngoài trời nắng, bước vào cái căn nhà gỗ này nó mát lắm nha cả nhà. Ai mà muốn chiêm ngưỡng, muốn sở hữu căn nhà gỗ này thì hãy nhanh tay liên hệ ngay với kênh Nhà Đất Sài Gòn nha. Và Nhà Đẹp Sài Gòn qua hai số điện thoại trên màn hình. Rồi mời đại gia đình chúng ta di chuyển vào bên trong để cùng Nhà Đất Sài Gòn khám phá toàn bộ cái không gian căn nhà gỗ này ha. Đó, đây là một căn nhà gỗ phải nói là gia chủ làm cực kỳ tâm huyết luôn. Tất cả bằng gỗ này là gỗ nhóm gỗ đỏ, gỗ lim và gỗ hương ha. Rất là nhiều những khối gỗ to như thế này nè. Cột thì mình ôm cả ôm tay mới hết rồi. Đó. Những cái kèo, cây cột ở bên trên mọi người nhìn thấy là có chất liệu của gỗ cực kỳ tuyệt luôn. Hình như là bộ bàn ghế này là gỗ này là gỗ hương ha. Đó. Bên trong này chúng ta kéo cái rèm này ra là nhìn thấy, nói chung là ở bên trong nhìn ra là toàn bộ cái không gian, cái khu vực cây cảnh trong này nó rất là đẹp luôn rồi. Cộng với lại cái khu nhà gỗ này nó quá trời mát. Đó. Ở đây có cặp lục bình cũng ở ngoài cổng, cặp lục bình rất là lớn. Nhóm này toàn là gỗ đỏ, gỗ hương bác nhỉ? Cái nhà thì tập biệt cấm xe. Nhà là căm xe, vâng. Bộ bàn ghế ngồi kia là hương đó. Là hương, dạ. Bộ bàn ghế dài này là liêm. Là gỗ liêm, vâng. Quầy ba này là gỗ đỏ. Vâng, mới là nhà này là vừa gỗ đỏ nè, căm xe nè, gỗ hương nè, gỗ liêm nè. Đó, có những là gỗ cư mũ. Dạ, đó, nói chung là quay qua thì mọi người xem qua cái chất lượng căn nhà nó. Căn nhà gỗ này là mình đi quay cũng rất là nhiều rồi nhưng chưa thấy căn nhà gỗ nào mà sắc sảo hoàn chỉnh và không có giống như là bị nứt nẻ ha.
Vâng, rất là đặc biệt là bác. Cháu đi quay cũng rất là nhiều rồi, nhưng căn này cháu thấy là một căn nhà khá đẹp. Rồi mời đại gia đình chúng ta đi di chuyển vào bên trong để cùng khám phá cái không gian ở khu vực bên trong nhà ha. Bên trong là còn một căn nhà mái Nhật, một khu vườn hồ cá côi và khu sân vườn phía sau nữa nha cả nhà. Mời cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta đi vào bên trong để cùng khám phá hết toàn bộ cái không gian, cái khu vực này đi. Cái vườn cây thì vẫn tuyệt đẹp đó cả nhà. Mé bên trong này thì bước qua cái không gian khu vực nhà gỗ thì mé bên trong này chúng ta sẽ có một cây vú sữa rất là to. Ở đây là ai mà yêu thích thiên nhiên, ai mà muốn an nhàn nghỉ dưỡng thì hãy về đây tham quan cái khu vực này và chúng ta mua để sở hữu cái khuôn viên khu vực này nha. Đây khu vực ở giữa đây, đây là một cái khu vực ở giữa trung tâm là khu vực hồ cá côi. Nó một trong những khu vực mà phải nói là tuyệt đẹp của căn nhà, một cái nơi nghỉ dưỡng rất là tuyệt luôn. Mời cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta tham quan cái khu vực hồ cá côi ha. Ồ, đây có hồ cá côi nhưng mà chưa có thả cá. Cá dưới này là có mấy con nhưng mà trời, đây. To lắm. Nó đang núp ở dưới đó cả nhà. Đang tại vì trời nắng quá mà cá nó cũng vào bên trong nó núp luôn nè. Vô đây nó mát quá cả nhà. Nhấn điều chỉnh cái ấy. Đấy. Rồi làm lại. Hôm nay thì chúng đi quay vào một buổi trưa rất là nắng. Thử là những chú cá côi cũng đang núp ở trong hết rồi ha. Rồi bên này có cái khu hòn non bộ nè. Wow, bên góc bên kia nó sẽ có một cái cây xoài. Xoài này gọi là xoài tứ quý. Đỏ đỏ đó. Đẹp ha. Khu hồ cá rồi khu sân vườn tiểu cảnh. Đây mình có thể là quay qua một vòng lia lại cho đại gia đình chúng ta cùng xem ha. Phía trước là cái căn nhà gỗ mà nãy chúng đã quay qua. Rồi thì tí nữa thì mình sẽ khám phá cái khu vực cái nhà này đi. Nhà này là gia chủ đang ở, là một căn biệt thự mái Nhật. Bây giờ mình khám phá cái khuôn viên phía sau này đi. Bé bên tây đây thì có khu nhà mát đó. Wow, trưa nắng phải nói là vô cái khu nhà mát này nó tuyệt vời luôn đó mọi người. Rất là mát luôn. Ở đây chúng ta lia lại qua bên cái không gian bên này cho cô chú anh chị cùng xem nè. Ngồi đây mà đúng là không mát rồi. Buổi trưa là ngoài trời phải nói là cực kỳ nắng nóng luôn. Nhưng mà ngồi đây cái không gian nó thoải mái, nó thư thả, nó mát lắm. Đó, có những cây bông, cây hoa nè, xung quanh nhà. Về đây an nghỉ, có nghĩa là nghỉ ngơi cuối tuần thư giãn thì phải quá tuyệt vời luôn. Mình sẽ khám phá hết toàn bộ cái không gian khu vực xong đây tí mình sẽ khám phá bên trong nhà ha. Bên này thì có một cái xưởng nè. Xưởng thì chú hiện tại thì không có làm, không hoạt động ha. Còn bên này thì có cái gốc cây xoài, mọi người thấy cây xoài này. Zoom lên cái cho mọi người thấy cái trái, zoom lên. Trái nhìn thấy lủng lẳng đã đẹp ha. Mua về đây là có lộc hưởng luôn nha. Ai mà thích yêu thích nhà vườn. Toàn bộ cái không gian khu vực xưởng đây, chúng ta lia qua một vòng thôi. Để cái xưởng này cũng là trống thôi. Zoom lại từ đây chúng ta có thể zoom lại tới đằng kia luôn. Xưởng rất là rộng. Về đây chúng ta có thể là vừa ở vừa hoạt động vừa kinh doanh được ha. Rồi còn khu vực phía sau nhà. Đây phía sau nhà cũng có trồng những cây xoài, cây mai. Nói chung là vườn của nhà chú, cô chú trồng là cực kỳ nhiều mai luôn. Cực kỳ nhiều mai, ở trước có mai, đằng sau có mai. Wow, qua đây là em ơi, qua đây quay cái dàn cây nè. Mình đi quay là cây cối là mình rất là thích những cái cây mà có trái như thế này ha. Nó lủng lẳng quá, xoài gì đâu mà nó như vậy nè, trái nó trĩu quả luôn cả nhà.
thích ghê luôn. Xoài tứ quý nè, cái này là xoài, xoài này là xoài Thái. Và một vườn mai nè. Rồi khu bồn nước, chủ làm cũng rất là chắc chắn và tâm huyết nha. Và khu vực này là khu vực chăn nuôi phía sau nhà. Đây là chúng ta có thể là lia qua zoom lại cho mọi người cùng xem ha. Đây là khu vực chăn nuôi của gia chủ. Gia chủ trồng trọt và chăn nuôi gà vịt phía sau. Rồi trồng những cái chậu mai ở đây rất là nhiều rồi nè. Đó. Đẹp nha. Và khu vườn của nhà chúng ta dài tới đằng đó nha, là dài tới 120m luôn nha cô chú anh chị. Dài tới 120m, nở hậu ra là chữ L. Thì đây, khu vực này nó cũng trống trải, mình cũng không có gì quay. Thử là chúng sẽ quay qua toàn cảnh như thế là cho cô chú anh chị cùng xem. Và mọi người xem trên flycam quay từ trên cao sẽ rõ hơn ha. Xài thích ghê luôn. Rồi thì sau khi mà chúng ta đi khám phá một vòng á, thì chúng mời cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta quay lại từ phía sau, chúng ta nhìn lên phía trước một lần. Sau khi đó là chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong căn biệt thự ha. Đó, em quay một vòng ở đây qua lấy lại cái không cảnh mặt tiền của căn biệt thự cho cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta xem. Đó, đây là căn biệt thự mà mái Nhật gia chủ đang ở, hiện tại là đang sinh hoạt và ở đây. Và phía trước là có khu nhà mát, bên hông là có nhà mát, phía trước là có vườn cây và một căn nhà gỗ. Căn nhà gỗ này là tất cả làm gỗ quý hết nha, giá trị rất là cao. Đó, bên đây là hồ cá côi, phải nói là hồ cá côi là họ làm ở trung tâm khu vực giữa cái khu vườn đó, để cho nó cân bằng giữa giữa cái khu đất. Rồi thì chung mời đại gia đình chúng ta theo chân nhà đất Sài Gòn đi vào bên trong để cùng khám phá cái toàn bộ cái không gian khu vực này ha. Vào bên đây thì gia chủ sẽ có một cái khu vực phòng thờ của gia tiên. Rồi quay vậy là cũng được rồi. Còn mé bên tay phải chung thì có một phòng, mé tay trái là có một phòng. Nhà này là có 3 phòng đúng không cô? À, nhà này vậy là 4 phòng. Bước vào bên khu vực phòng khách, ở giữa chúng ta có một phòng khách và 2 phòng hai bên. Đó, rất là lớn. Phòng thì tất cả cũng được làm bằng gỗ gõ đỏ, cửa căn nhà cũng làm gỗ gõ đỏ từ trong ra ngoài ha. Cửa được làm vân tay rồi đầy đủ hết nè, khóa vân tay. Và điện đón vào trong nhà cũng làm điện âm thông minh hết ha. Bộ bàn ghế ngồi dạ, gỗ này là một bộ bàn gỗ gỗ hương. Đó. Gia chủ bán thì để lại tặng lại hết nội thất cho đại gia đình mình sử dụng nha. Vâng, khu vực phía sau đây. Đây là căn phòng thứ 3 và căn phòng thứ 4. Đây là khu vực phòng bếp. Phòng bếp của cô cũng rất là rộng, thông thoáng như thế này. À. Từ phía sau chúng ta có thể là nhìn lên phía trước ha. Rồi quay lại cái không gian phía sau của căn nhà luôn. Đây là khu vực phía sau nhà đây mọi người. Khu vực phía sau nhà thì là khu vực nhà vệ sinh, phòng giặt và đầy đủ luôn. Khu bồn nước hồi nãy chúng cũng có quay qua rồi. Mình quay ngược lại bên đây từ bên trong nhà này. Quay ra nhìn thấy vườn cây ở sau nhà là thấy thích nè. Khu vực cây trái quá trời. Dạ. Phòng là 2 phòng sau rồi có 2 phòng vệ sinh để trong. Dạ. Vậy là nhà này có 4 phòng vệ sinh, từ 5 phòng vệ sinh. Tổng cộng là từ trước đằng sau là 5 phòng vệ sinh ha. Nhà có camera rồi an ninh 14-15 cái. Vâng. Trước là mở từ đằng không? Vâng. Nói chung là 4 công nhà đều có máy quay hết. Vâng. Đặc biệt 4 phòng này là cánh cửa vân tay. Vâng, đều có cửa vân tay. Cộng với lại có camera an ninh từ ngoài vào trong. Gắn tới 10 mấy mắt camera bác nhỉ? Vâng, 15 mắt camera. Xung quanh tường, xung quanh nhà. Dạ. Vâng. Đó. Rồi thì sau khi khám phá một vòng đây thì chúng ta sẽ nhìn lại phía trước và mọi người
Ai yêu thích cái khu nhà vườn này nằm tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi thì hãy nhanh tay liên hệ ngay với kênh Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn qua hai số điện thoại trên màn hình. Chúng sẽ dẫn cô chú anh chị qua xem thực tế, gặp chủ nhà, thương lượng làm việc trực tiếp với gia chủ nha. Tổng diện tích của khuôn viên này là có diện tích bề ngang là 20 mấy mét đó nhỉ? 22 mét. Và phía sau là dài khoảng 100 mét, dài phía sau là nở hậu ra là 25 mét nha. À, phía sau là 27 mét. Vâng. Vâng. Vậy là cứ nở ra là 25 mét. Tổng diện tích của khuôn viên này là 2.570 mét nha cô chú anh chị. Giá đang chào bán là 23 tỷ đúng không chú? Vâng. Vâng. Dạ dạ. Vâng, giá hiện tại gia chủ đang gửi bán toàn bộ các khuôn viên khu vực này là 23 tỷ đồng. Cô chú anh chị nào mà quan tâm thực sự thì nhanh tay bốc máy gọi ngay cho kênh Nhà Đất Sài Gòn qua hai số điện thoại trên màn hình để cùng Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn đi xem thực tế và trải nghiệm nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.